Phần 2 Lỗi sai chung của những người đang làm thiện Thông thường, tất cả chúng ta đều sử dụng năng lực ngụy tạo để bố thí, trì giới và hành thiền. Cách làm việc truyền thống của chúng ta thì không trung đạo. Thông thường, chúng ta tiếp cận các chúng sinh vô tình và hữu tình với sự chấp thủ. Thông thường, chúng ta sử dụng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp để làm mọi việc chúng ta không dùng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp để xả ly vì vậy chúng ta đang tạo ra các thân khẩu ý nghiệp ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta đang làm các việc thiện không theo cách đúng đắn chúng ta sẽ luôn làm bất cứ điều gì với thân khẩu ý nghiệp mà không giới mục đích xả ly. Chúng ta thường làm bởi vì chúng ta chỉ có năng lực bình thường chứ không có năng lực xả ly. Chúng ta thường bắt chước lẫn nhau trong thân, khẩu và ý nghiệp. Bởi vì chúng ta chưa có được năng lực của sự xả ly. Có rất nhiều người trên thế giới này đang làm việc thiện, nhưng phần lớn mọi người đều bắt chước lẫn nhau. Thi chủ bắt chước thí chủ, thiền sinh bắt chước thiền sinh, chỉ là bắt chước hành động của nhau mà thôi. Điều mà chúng ta thực sự cần làm là có thể ngừng lại việc bắt chước đó. Nhưng chúng ta cần phải biết chủ ý của việc làm thiện là để buông bỏ tất cả tất cả mọi người và tất cả các hành động chúng ta có thể bắt đầu với sự bắt chước như vậy nhưng chúng ta không nên kết thúc như thế việc bắt chước các hành động của thiền sinh khác thì chỉ có thể làm vào lúc ban đầu mà thôi việc làm của tôi hiện giờ là sửa chữa các tà kiến ở những người muốn làm việc thiện vào lúc đầu khi mới bắt đầu tôi cũng không thể dạy như cách đó mà tôi dạy mọi người phải làm như thế này và phải làm như thế kia nhưng đó chỉ là ở thời gian ban đầu mà thôi bây giờ cùng với thời gian thì tôi dạy cho mọi người cách sử dụng chánh kiến hiểu biết đúng đắn chứ không còn kiểm soát các cái nghiệp thân khẩu ý của mỗi người nữa bởi vì nghiệp thân, khẩu ý của bạn, việc làm đó sẽ tùy thuộc vào mỗi tình huống cụ thể. Nhưng điều mà bạn không nên quên, không được quên, đó là chánh kiến về hành động, là cần sử dụng hành động để xả liền. Đó là mục đích tối thượng. Tôi đã dạy thiền được gần 20 năm nay. Đó là lý do tại sao Tôi có thể dạy đúng đắn hơn. Tôi không có sự dính mắc của các đệ tử vào tôi và vào lời dạy của tôi. Không có sự dính mắc vào lời dạy của tôi cũng như vào lời dạy theo phương pháp truyền thống và cũng không có sự dính mắc vào kết quả. Bất cứ điều gì xảy ra, dù bạn có hiểu hay không chỉ biết rằng đó chỉ là kinh nghiệm mà thôi không nên dính mắt vào việc cái này đúng cái kia sai không chỉ làm việc thiện mà tất cả các hành động khác cũng cần thiết tùy vào từng tình huống nhưng dù làm gì đi nữa chúng ta đừng quên sự thật là làm tăng lên khả năng xả ly chứ không phải tăng lên khả năng làm việc lúc đầu chúng ta chỉ bắt chước các vị đệ tử chứ không thể bắt chước được người thầy nhưng sau đó chúng ta cần vượt lên trên người đệ tử và có khả năng bắt chước được người thầy bắt chước đức phật lúc đầu chúng ta cần thực hành với tư cách một người đệ tử nhưng sau đó chúng ta cần phải cố gắng thực hành vượt qua người đệ tử Đa phần mọi người làm việc thiện không thể vượt lên trên hành động của người đệ tử bởi vì họ sử dụng những hiểu biết không trọn vẹn. Khi chúng ta có được năng lực của sự xả ly, năng lực đó sẽ buông bỏ các khái niệm về các chúng sinh hữu tình cũng như vô tình. Và khi đó, sẽ không còn lo lắng sự dính mắc đối với cuộc sống cũng như đối với mọi thứ, đối với con người. Thông thường, chúng ta sử dụng cuộc sống với sự chấp thủ bởi vì năng lực hiện tại của chúng ta là nắm giữ chứ không phải xả ly. Chính vì vậy, khi làm bất cứ điều gì, chúng ta đều làm cho bản thân với khái niệm tự ngã. Khi chúng ta có được năng lực buông bỏ xả ly, thì bất cứ điều gì chúng ta làm cũng chỉ để sử dụng mà thôi bất cứ điều gì xảy ra cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi giới quan kiến tôi làm việc đó tôi hành thiền tôi bố thí đều đến từ hiểu biết không trọn vẹn rất nhiều sai lầm đều từ hiểu biết mà chúng ta đang sử dụng bởi hiểu biết đó không được hoàn chỉnh không được trọn vẹn chúng ta cho rằng cái này đúng cái kia sai cái này tốt cái kia xấu và câu trả lời đó đến từ hiểu biết không trọn vẹn đó là bởi lẽ chúng ta không có khả năng sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn tức là chỉ sử dụng mà thôi sự thật ngụy tạo hay năng lực ngụy tạo xuất hiện bởi hành động bởi sự tạo tác trong ý tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đều liên quan đến tâm của chúng ta đến sự sống và cái chết ngay cả tâm của chúng ta nó sinh khởi là bởi sự tạo tác nó không phải là sự thật gốc hay sự thật nguyên thủy sự thật ngụy tạo chỉ sử dụng năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo chính vì vậy các năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo đều không hoàn hảo không trọn vẹn chúng ta biết về đức phật chúng ta biết về giáo lý của người chúng ta biết về tăng nhưng chúng ta chỉ biết với năng lực ngụy tạo với trí tuệ ngụy tạo chính vì thế hiểu biết đó không hoàn hảo sở dĩ tôi giải thích cho các bạn như vậy vì tôi không muốn dừng lại ở trí tuệ ngụy tạo hay năng lực ngụy tạo chân lý về năng lực ngụy tạo hay trí tuệ ngụy tạo thì không phải để chối bỏ cũng như không phải để dính mắt chỉ để sử dụng mà thôi